Là coi như bao nhiêu năm mà vẫn không thay đổi. Dạ đúng rồi. Để hương vị này thôi. Dạ. Thì hiện tại là bây giờ là vẫn còn hên, là vẫn còn giữ được cái hương vị hồi xưa. Nói chung là vậy thôi, nói chung là truyền thống. Dạ cảm ơn. Lại cũng bình dân. Thành ra là nói chung là được nhiều khách cũng hay ủng hộ. Nhưng mà nhiều cái phần hơn trên mày nó nhớ là khách thứ là được bị hạch đó. Hả? Còn có. Sao mày thay vậy ta? Chắc mình ngon. Mình ngon, mình còn béo. Thiếu ha. Hôm nay mình 26 tuổi, mình độc thân vô tính, chưa có người yêu. Ừ. Các bạn nào làm biết người yêu mình không? Yêu mình ngọt lắm. Rồi, cảm ơn em. Thôi giỡn nha. Thôi thôi, nó giỡn rồi, đừng có đăng lên thiệt, nghe chết luôn á. Sau này á là phải lấy cái có tên thương hiệu thì mới mở được. Thành ra là mình lấy tên là chè Cô Điệp, tại vì mẹ là cái người đóng chính giờ, với lại coi như là thầy chính của mình luôn. Thành ra là mình lấy tên mẹ đi cho nó dễ, cho mọi người biết, lại thống nhất một tên một cho nó dễ luôn. Do gia đình nghề mình từ xưa vậy rồi, xưa giờ bà mẹ với bà đã bán như thế thì giờ mình theo nghề vậy thôi. Theo cái giấc thôi, với lại tối là người ta ăn vặt mà, mấy hôm nay ăn vặt nữa, thành ra là nó dễ ăn hơn, dễ bán hơn buổi trưa. Với lại lúc mà mình học xong á, mình thấy cái nghề này là truyền thống cũng hay. Với lại giờ trẻ này là mấy nghề truyền thống này bắt đầu nó hiếm, bây giờ mình thấy cũng hay với lại cũng được, thành ra là mình theo nghề gia đình. À của anh thôi, anh bán được 8 năm, bán 8 năm rồi. Dạ. Là đủ tuổi là ra bán luôn. Dạ nói chung là nghề truyền thống gia đình, với lại nói chung là mình thấy hay thôi. Có duyên với nghề thì mình làm thôi. À rồi, thì hiện tại chè mình là có 6 món. Bánh chuối bánh bò là 8. Dạ, sao giờ là 9 món. Chủ nhật có thêm một món chè táo sòn là 10. Là chè bà ba. Dạ, đậu xanh một bán nước dừa. Rồi, cái này là đậu trắng, chè chuối chân, bánh chuối, bánh bò, chè bắp, khoai môn. Dạ, xôi bò bên này. Thì nói chung là tất cả là do nhà nấu hết. Chỉ có cái này là bánh bò này là lấy thôi. Tại vì cũng ngon, làm lấy ngoài thôi, còn tất cả là do nhà hết. Có 3 người làm á. Mình, ông cậu đó với lại mẹ trong nhà, 3 người làm. Mẹ là người nấu chính, dạ, mình là phụ bếp. Mình nấu được mấy món cơ bản. Rồi, còn nấu thì chưa dám cho nấu đúng chính. Giờ mình còn ham chơi, chưa tập trung hết. Chuyên môn mình ra là chưa dám cho nấu hết. Dạ hiện tại bây giờ chè một chén là 12.000 đồng giá. Bịch cũng vậy đem về đồng giá hết 12.000. 10.000 là 4 năm, là năm nay là mới được đầu năm rồi là mới lên 12. Vì đồ này nọ nó lên nhiều quá nên là mình phải lên tí. Hy vọng là không lên trong thời gian tới. Do cái tính của mình là mình thấy cho người ta chờ khó chịu lắm. Mình ghét người ta chờ mình, thành ra là phải giải quyết cho nhanh để mà đợt người khác khách sau. Thành ra nhiều khi là nóng nảy hay là gì đó thì đừng có giận. Đó. Thời đầu thì nó rất là rối, với lại nó bây giờ nóng nảy nữa đó. Thành ra là nhiều khi cũng lỗi. Giờ sau là riết là quen rồi. Tại vì nói chung là mình thấy chậm quá mình khó chịu lắm. Nhiều người khách nè.
này nọ, nói chuyện nó vui. Ở nhà là mẹ cũng kể là hồi xưa là nhiều khách họ ăn từ lúc mà họ dắt con ra nhỏ xíu, mà bây giờ con của người đó dắt thêm, nói chung là dắt cháu cái gì này gọi ra luôn. Nói chung là mình được giao tiếp với nhiều người vui, với lại mình nghe mấy cái chuyện xưa xưa nó hay. Chứ bây giờ mình ngồi bán quán là mình vô sạp này nọ mà kia, khách thì ngồi ghế bàn bình thường, mình không có không gian để mà mình nói chuyện với khách. Đấy, vẫn thích cái kiểu ngoài đường vậy hơn, lại đường vậy hơn. Nó vậy nhưng mà nó vui, truyền thống như xưa.